cách tài xế phản ứng khi gặp xe cứu thương khiến mọi người phải kinh ngạc. Chào tất cả các bạn, bác sĩ là một trong những ngành nghề khó khăn, quan trọng và cần thiết trên thế giới. Và trong khi một số bác sĩ làm việc trong bệnh viện, thì những người khác giống như một đội ngũ siêu anh hùng thực sự, vội vàng giúp đỡ người khác thông qua các đường phố. Nhưng thật không may, không chỉ phải đấu tranh với các loại bệnh tật của bệnh nhân, mà các nhân viên y tế phải chiến đấu còn với giao thông đường bộ để có thể đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời. Vậy thì chúng ta hãy xem, trên các làn đường đầy rẫy những phương tiện lưu thông của các nước trên thế giới, thì các bác tài sẽ phản ứng như thế nào khi gặp xe cứu thương nhé? Một, Mỹ. Ở một quốc gia phát triển như Mỹ, số lượng phương tiện ô tô lưu thông trên đường đông như kiến. Vậy trong những tình huống khẩn cấp, xe cứu thương sẽ di chuyển như thế nào? Các bạn hãy nhìn xem, trên một đại lộ 5 làn vào giờ cao điểm, ô tô nối đuôi dàn dặc, nhưng các tài xế vẫn rất ý thức, tìm cách tránh đường cho xe cứu thương. Một hành động rất đẹp đúng không các bạn? Nhật Bản, đất nước nổi tiếng về truyện tranh và những nét văn hóa giao tiếp lịch thiệp. Nhật Bản còn khiến nhiều quốc gia trên thế giới phải học hỏi bởi văn hóa nhường đường cho các phương tiện ưu tiên. Trong video, chúng ta thấy những chiếc xe ô tô tự động dàn sát vào hai bên lề, nhường lối đi ngay chính giữa cho xe cứu thương di chuyển một cách dễ dàng. Điều này không chỉ thể hiện việc người dân tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, mà nó còn thể hiện ý thức rất cao của mỗi người dân Nhật khi cầm tay lái. Ấn Độ. Đến với quốc gia Hồi giáo này, bạn sẽ được thưởng thức phong cách điều khiển giao thông của những anh chàng cảnh sát hóm hỉnh. Đồng thời, bạn cũng sẽ bị rối não bởi hệ thống giao thông rối bời với đủ loại phương tiện lưu thông trên đường, thậm chí không chấp hành việc ngừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ. Vì vậy, để không phải mắc kẹt giữa dòng xe đông như nêm, các xe cứu thương phải chạy cả lên lề cầu và chấp nhận số phận chạy sau các phương tiện khác. Thực hiện nhiệm vụ cứu hộ sẽ được cảnh sát giao thông hộ tống. Vì vậy, dù cho các tài xế không muốn nhường đường cũng không được đâu nhé. Cũng là quốc gia có lượng phương tiện lưu thông dày đặc. Tuy nhiên, khi nhận được tín hiệu xin nhường đường, những tài xế nơi đây rất ý thức rẽ sang hai bên. Có xe còn chạy lùi lại phía sau để tránh đường cho xe cứu thương. Nếu là ở Việt Nam, mình thì sẽ như thế nào các bạn? Nga. Ở xứ sở Bạch Dương, người dân tự giác chưa ra phần đường dành cho xe ưu tiên.
Khi nhận được tín hiệu khẩn cấp, các tài xế sẽ nhanh chóng di chuyển, tạo thuận lợi cho lực lượng chức năng. Ngoài ra, ở quốc gia này, xe cứu thương có thể chạy vào đường ngược chiều, nhưng các bác tài đi đúng chiều vẫn rất tự giác nhường đường cho xe cứu người. Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất trên thế giới, nên lượng phương tiện giao thông ở nước này cũng không phải là ít. Vậy thì các xe cứu thương sẽ đi như thế nào trên những làn đường? Dường như việc mong đợi các tài xế tự giác nhường đường ở quốc gia này hơi quá xa vời. Nếu bác tài lái xe cứu thương là tay lái lụa thì có thể tự tìm đường đi cho mình. Còn không thì hãy đợi nhé, như chiếc xe trong video này chẳng hạn. Thật tội nghiệp cho những bệnh nhân nằm trong xe. Canada. Hãy nhìn xem bác tài của những chiếc xe trong video. Ý thức của họ thật tuyệt vời phải không nào? Không có bất kỳ sự cản trở, nhân viên y tế trong xe chỉ tập trung vào việc cấp cứu cho bệnh nhân. Có lẽ vì vậy mà Canada được xem là quốc gia hàng đầu thế giới về y tế và nhiều lĩnh vực khác. Australia. Cũng giống như Canada, những người dân ở xứ sở chuột túi Australia rất ý thức về trách nhiệm công dân của mình. Trong đoạn video, sau một lúc ùn tắc trên đường, các phương tiện đã di chuyển tạo không gian mở cho xe cứu thương nhanh chóng làm nhiệm vụ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Quốc gia này luôn làm người khác ngưỡng mộ về sự giàu có của mình. Và sau khi xem đoạn video này, chúng ta lại tiếp tục ngưỡng mộ họ vì ý thức chấp hành những quy định trong giao thông đường bộ cực tốt. Khi xe cứu thương làm nhiệm vụ, các phương tiện ô tô trên đường chạy chậm lại hoặc rẽ sang lối khác để xe đi nhanh hơn. Đức. Mỗi xe cứu thương sẽ được định vị và hướng dẫn lộ trình đi nhằm tránh những đoạn đường bị ùn tắc giao thông. Ngoài ra, trong lúc ùn tắc, nếu nhận được tín hiệu ưu tiên, tất cả ô tô không kể lớn nhỏ đều tự giác di chuyển sát vào lề đường, nhường cho xe đi qua. Cũng như vậy, chiếc xe cứu thương mới có thể nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nhìn những hình ảnh trong video, thật ấn tượng phải không nào các bạn? Giờ thì các bạn đã biết cách những tài xế của các nước trên thế giới phản ứng khi gặp xe cứu thương rồi nhé. Những hình ảnh đã xem có khiến mọi người kinh ngạc không? Các bạn thấy cách nhường đường cho xe cứu thương của quốc gia nào là ấn tượng nhất? Thế thì phản ứng của những bác tài Việt Nam ra sao khi gặp xe cứu thương các bạn nhỉ? Có nhiều ý kiến cho rằng phần lớn người dân Việt Nam vẫn chưa ý thức cao trong việc nhường đường cho các phương tiện ưu tiên theo quy định của pháp luật. Các bạn nghĩ sao về điều này? Và nếu đó là sự thật, vậy theo các bạn nguyên nhân là do đâu? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn để chúng ta cùng tìm ra giải pháp cho vấn đề này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!